Viên uống trắng da glutathione là một thành phần viên uống giúp bạn làm trắng da, sáng da, loại bỏ đốm nâu trên làn da và chống lão hóa nó vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên thì cái thành phần viên uống này chúng rất dễ bị oxy hóa. Vì vậy nếu như bạn chỉ sử dụng đơn độc một cái loại viên uống này thôi thì kết quả bạn mong muốn đạt được nó sẽ không quá cao. Vì vậy trong video ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ đến bạn 3 công thức kết hợp viên uống trắng da glutathione với các viên uống khác giúp bạn có thể nhân 2, nhân 3 được kết quả làm trắng da và chống lão hóa. Tuy nhiên trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng bạn có thể dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta có thể được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Phần đầu tiên Hương muốn nhắc lại một chút cho bạn nào còn chưa biết về viên uống trắng da glutathione thì đây là một thành phần được cơ thể chúng ta sản xuất ra bởi gan. Tuy nhiên theo năm tháng thì thành phần này sẽ ít đi rất là nhiều. Tác dụng đầu tiên của glutathione đó chính là chống lại gốc tự do hay còn gọi là chống oxy hóa. Chúng vừa hỗ trợ sức khỏe của chúng ta được tăng lên. Ngoài ra thì khi chống lại gốc tự do, chống oxy hóa sẽ loại bỏ tình trạng da chúng ta bị đứt gãy collagen với tốc độ nhanh, loại bỏ tình trạng các cái đốm nâu, sạm nám ở trên làn da. Tiếp theo là glutathione là một cái thành phần có thể ức chế một cái men sản sinh ra sắc tố ở trên làn da của bạn, đó chính là men tyrosinase. Và chúng sẽ giúp cho cái làn da của bạn sản sinh ra nhiều cái sắc tố sáng da, loại bỏ đi sắc tố mà tối màu, từ đó khiến da bạn có thể sáng hơn. Vậy thì chung quy lại có hai tác dụng vô cùng to lớn của glutathione. Một là chống lão hóa, giúp bạn trẻ hóa da. Thứ hai là làm sáng da, loại bỏ tình trạng đốm nâu, da không đều màu hay là da sạm nám. Hơn nữa còn hỗ trợ bạn có thể nâng tông toàn bộ body. Công thức đầu tiên giúp bạn có thể nhân 2, nhân 3 được kết quả làm trắng, làm sáng da là vitamin C kết hợp với thành phần viên uống trắng da glutathione. Nếu như bạn có thể tìm hiểu các loại viên uống glutathione, chúng có phân khúc đắt tiền hơn, thì bên trong bảng thành phần của viên uống glutathione sẽ có thêm thành phần vitamin C. Và theo rất là nhiều nghiên cứu thì vitamin C sẽ hỗ trợ khiến cái thành phần glutathione này nó ít bị phân hủy hơn, ngoài ra sẽ tăng khả năng hấp thu tốt hơn. Hơn thế nữa thì vitamin C cũng là một cái viên uống hỗ trợ bạn có thể làm sáng da, chống lão hóa, khiến da bạn tăng sức đề kháng hơn. Thì khi chúng ta kết hợp hai viên uống này sẽ cho ra một cái hiệu quả rõ rệt hơn rất là nhiều. Ở đây cái thành phần chúng ta nên bổ sung hàng ngày là khoảng tầm 500mg vitamin C kết hợp với khoảng tầm 1500 đến 2000mg glutathione. Bạn có thể duy trì điều này khoảng tầm 3 đến 4 đợt, mỗi đợt kéo dài khoảng tầm 3 tháng. Nếu như làn da của bạn cảm thấy rằng đã sáng hơn, đã đạt yêu cầu rồi, bạn có thể hạ xuống duy trì là 500mg vitamin C kết hợp với 500mg glutathione. Combo thứ hai bạn có thể tham khảo là vitamin C kết hợp với elastin và kết hợp với thành phần glutathione. Thực tế thì bạn có thể uống cái thành phần là glutathione là 1500 đến 2000 kết hợp với vitamin C giống như ở phía trên thì hiệu quả có thể đem ra là rõ rệt hơn. Tuy nhiên thì cái viên uống glutathione nó sẽ có giá thành cao hơn rất là nhiều và nếu như bạn duy trì cái hàm lượng như thế này thì có thể là sẽ hơi tốn chi phí một xíu. Vì vậy ở đây combo thứ hai nó giúp bạn có thể tiết kiệm hơn. Ngoài ra cái thành phần elastin này nó cũng là một cái tiền tố để giúp cơ thể của chúng ta sản sinh ra cái glutathione được nhiều hơn. Vì thế thì ở đây nó sẽ giúp thúc đẩy cái sự vận chuyển, cái sự tăng và sự hấp thụ của glutathione ở trong cơ thể của bạn. Ngoài ra còn giúp bạn có thể tiết kiệm và chi phí hơn. Và hàm lượng chúng ta có thể bổ sung là 500mg vitamin C kết hợp với khoảng 1000mg glutathione kết hợp với khoảng tầm 1000mg elastin. Và với công thức này thì vẫn giúp bạn có thể vừa chống lão hóa vừa làm sáng da. Nhưng mà cái chi phí bạn có thể bỏ ra nó rẻ hơn rất là nhiều vì cái thành phần elastin này nó có cái giá thành rẻ hơn nhiều lần so với thành phần glutathione. Và sau khi mà bạn có thể đạt cái trạng thái ổn định của làn da rồi, có thể duy trì là 500mg vitamin C, khoảng tầm là 500mg glutathione và 500mg elastin. Và nếu như bạn tìm hiểu trên thị trường hiện nay có rất là nhiều viên uống có chứa cái hàm lượng cả ba cái thành phần này thì sau đó bạn hoàn toàn có thể chuyển qua, thay vì bạn mua ba cái loại viên uống này, có thể chuyển qua loại viên uống 3 trong 1 như thế, miễn là làm sao mà chúng ta đủ cái hàm lượng là ổn. Combo thứ ba, combo này vừa giúp bạn có thể chống lão hóa vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa có thể giúp bạn có thể làm sáng da, loại bỏ các đốm nâu sạm nám ở trên da. Tuy nhiên trước khi bước vào combo này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới nha. Combo thứ ba này đó chính là collagen kết hợp với vitamin C và kết hợp với glutathione. Thì bạn biết rằng cái thành phần collagen ở đây là gì, khi uống vào nó sẽ hỗ trợ cơ thể của chúng ta tăng sinh, sản sinh ra cái thành phần collagen. Từ đó sẽ khiến da chúng ta săn chắc hơn, loại bỏ tình trạng xuất hiện các cái nếp nhăn, nhăn trùng, lão hóa chảy xệ. Và kết hợp cùng với vitamin C ở đây thì vitamin C chúng vừa có tác dụng là hỗ trợ cơ thể hấp thu cái glutathione tốt hơn, đồng thời cũng hỗ trợ cơ thể hấp thu cái collagen tốt hơn rất là nhiều.
vitamin C giống như một cái vật trung gian á, khiến cho mọi thứ nó có thể hài hòa hơn và tổng hợp vào cơ thể của bạn tốt hơn. Và hàm lượng chúng ta có thể bổ sung là khoảng 500mg vitamin C kết hợp với khoảng tầm 1.500 đến 2.000mg glutathione. Còn đối với thành phần collagen, bạn hãy duy trì là collagen peptide hay là collagen thủy phân. Một ngày bạn sẽ bổ sung khoảng tầm là 2.5g cho đến khoảng tầm 5g. Và với cái lộ trình này, khi mà chúng ta duy trì khoảng tầm vài đợt, tức là khoảng tầm ít nhất là 4 đến 6 tháng, bạn sẽ thấy rằng đầu tiên này, da bạn có cảm giác là sáng hơn, đều màu hơn rất là nhiều. Thứ hai là giảm tốc độ lão hóa. Và thứ ba, giảm tình trạng xuất hiện những cái đốm nâu ở trên làn da của bạn. Và trên đây chính là chia sẻ của Hương về 3 công thức giúp bạn có thể kết hợp cùng với cái glutathione, viên uống trắng da glutathione, giúp bạn có thể nhân 2 nhân 3 được kết quả, vừa làm trắng da, vừa chống lão hóa và tăng sức đề kháng cho làn da. Vậy bạn hãy xem rằng các viên uống của mình có đủ những thành phần như phía trên không để bạn có thể bổ sung. Và trong chương trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.